chỉ mình người. Vì ở đời ai cũng có thú tâm linh, kẻ mê vợ mê người ham bạc bài, hoặc giả như mấy tài ăn nhậu, mê đi ôm có bóng sắc mấy cô nàng. Có kẻ chỉ thích bạc vàng, kẻ mê đua ngựa người hiền cải lương. Riêng tôi ngoài cái biệt tài sợ vợ lại kiếm thêm tập ca hát giải sầu. Tôi nhớ lại hồi hồ ban đầu, đam mê ca hát mà có biết gì đâu. Khi đó được chừng 5-6 tuổi, lúc quê tôi còn ôm đàn cầm cầm, chui xuống hầm còn mang theo cái radio để nghe cải lương vào thứ bảy mỗi tuần. Mình cảnh mình dương mình sang mình hùng, út trà đậu út hậu không hiền, thành sang thành tú thành cúng thành hiền. Dạ thầy là gì? Con là kẻ độc thân ghét người một thân. Dài năm sau tôi vừa biết đọc, nhờ mẹ cha cho lớn từ ăn học, cũng đọc hát tù nên tôi mau biết chữ. Sáu câu giọng cổ nằm lòng nằm đê mê. Từ đây tôi đã biết chuyện quên anh quên bố cũng chỉ vì đàn ca. Đến nay tôi đã 50 mấy tuổi rồi, còn nghe trong đông giả bùi bùi. Dù cho đời biển châu vô tầm, bằng những lời ca của mẹ, rồi trở thành người thổi con tim. Anh chị ơi, đấy là lời chân thật, chơi với nhau nên chơi cho nhắn nhằn, chớ đừng vì 3 năm 6 tấc rồi lại nức lòng mà lỡ cả cuộc vui. Bài bản đàn ca bao la ngút ngàn, kẻ cũ bài bắt người học chung quy cũng dân một nhà, đàn ca bốn nhà tới chung và anh em. Thank you. Rồi bây giờ tới ai?